Với việc tích cực làm mới và xây dựng sản phẩm hướng về các sự kiện lịch sử mang tính giáo dục cao, khu du lịch sinh thái Thung Nham đã đón một lượng lớn du khách đến tham quan trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Thời tiết khá nắng nóng nhưng ngay từ sáng sớm, đông đảo du khách đã đổ về khu du lịch sinh thái Thung Nham. Với lợi thế nằm trong vùng lõi của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An, nơi đây còn giữ được cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, khí hậu trong lành, hệ thống hang động với nhũ đá lung linh huyền ảo. Thung Nham cũng được xem là vương quốc của các loại chim, mang đến cho du khách một kỳ nghỉ bình yên và ý nghĩa bên gia đình và bạn bè. Nhiều cảnh vật rất là mới lạ, đổi mới và rất tự hào về Ninh Bình. Có một khu du lịch mà chúng tôi là điểm hẹn và lên đến và nhiều lần chúng tôi sẽ đến. Đây là một địa điểm tương đối là lý tưởng đối với những cái ngày nghỉ cuối tuần. Thứ nhất là vào đây là đã thấy được một cái không khí rất là dễ chịu. Núi non rồi tất cả phong cảnh ở đây rất là đẹp. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, với mong muốn tái hiện lại những năm tháng hào hùng của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến giành lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc, Thung Nham đã xây dựng các điểm check-in mang đậm màu sắc lịch sử, thu hút được sự quan tâm, chú ý của du khách. Niềm tự hào, tự tôn dân tộc, không khí vui tươi, phấn khởi, rộn ràng là cảm nhận chung của du khách khi đến với nơi này. Tôi rất thích không khí ở đây, rất tuyệt vời. Ở đất nước của chúng tôi cũng có những ngày lễ như thế này. Và hôm nay tôi cũng đưa cả gia đình của chúng tôi, các con nhỏ đến thăm nơi này. Chúng tôi rất hài lòng và chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn bè đến thăm nơi này. Nhân sự đã được bố trí theo các cái ca kíp làm việc, nhân sự part-time tăng cường ở các cái vị trí đông, sung yếu và hỗ trợ cho cái bộ phận dịch vụ khối ẩm thực, tham quan hoặc là hoạt động nghỉ dưỡng của khu du lịch, đảm bảo về cái phân luồng đón khách, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, giao thông trong cái hoạt động đón khách ở khu du lịch. Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, lượng khách lưu trú tại Thung Nham đã đạt 100% công suất phòng. Lượng khách tham quan trong 3 ngày từ 27 đến 30 tháng 4 ước đạt trên 20.000 lượt. Khu du lịch đã bố trí đầy đủ nhân lực, vật lực, đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Bình, điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn hàng đầu thế giới.